Ok, hello anh em, chào mừng anh em với kênh. Thì hôm nay chúng ta sẽ tham gia event mới do Ito tổ chức. Đấy, có tên là event đâu ạ? Đây, để chơi event thì cần đạt cấp R30 nhé. Vào màn hình nhiệm vụ sẽ có 5 ngày thi đấu và đây là đặc điểm của con bọ kế địch. Nó sẽ có 3 cấp độ khó khác nhau, thì hoàn thành cái khó hơn sẽ tự động hoàn thành cái trước. Rồi, bắt đầu huy chiến rồi. Ở đây tôi sẽ vô phần demo hướng dẫn canh dèm chiến đấu. Thì nó sẽ có nút A và nút D để di chuyển hay qua lại. Ở trên là hình máu, còn dưới là thể lực. Thì bạn tấn công thì muốn né thì nó sẽ tốn thể lực. Rồi, để tấn công thì bạn cần phải đè nút D tụ lực. Đấy, các bạn hãy bấm nút bay để ngắt. Ngoài ra, nếu như bạn hút con này mà con này đang tụ lực hút bạn hút lại thì bạn sẽ bị hút ngược ra. Thì đó là cơ chế rồi. Bạn phải canh sao mà con đó nó không tấn công, bạn mới nên tấn công thì nó mới tấn công gây đam được, còn không bạn sẽ bị phản đòn. Ngoài ra thì nếu con đó đang tụ lực thì nếu bạn tấn công gây khúc nó đang tụ lực thì bạn sẽ được gây ít hại sát thương. Bình thường tôi hút có 25 đam rồi, nhưng mà nếu nó gồng lên thì tôi hút được 47 đam. Ấy, trời. Đây, để khiêu chiến nghiêm túc nè. Gồng nè, gồng. Đây thì bên nó chỉ đơn giản vậy thôi, ta sẽ đến phần nhận quà. Rồi, video đây thôi, cảm ơn anh em đừng quên để lại một like và share cho video này nha. Hẹn gặp lại anh em những video sau. See ya.